Tu fais beaucoup de vélo? Oui, plutôt. Je vais au travail en vélo, à l'école en vélo. C'est où? C'est à Paris, c'est où? À Paris, oui, moi je viens de Paris, j'ai grandi à Paris. Is one of the worst worldwide, worst polluters for plastic waste. Okay. Throw everything in the river and then yes. to the sea. Yeah. Okay. Okay. And then you can see it everywhere. Yes. Okay. Okay. The goal yes. is to collect and recycle. Because if you don't recycle, you know, just you're just displacing, transporting waste to one point to another. So. Papaya. Papaya. Yeah, papaya. Wow. Il faut à peu près 80 euros pour installer un biogaz tout complet, de la porcherie jusqu'à la cuisine. Que sur la droite, c'est ce qui sort. Les porcs ici, c'est pour les manger, c'est ça? Ah oui. Mà cái này là nó chủ yếu là nước và chất xơ sẽ tốt cho cái hệ tiêu hóa và hệ cơ của con gà. Bao nhiêu? Bốn bốn Comment tu dis? Et en plus, ils m'ont recommandé cette famille au centre Anne Duong pour une enquête afin de fournir le financement nécessaire pour construire la maison. Ok. Yeah. Et,
Tại giờ chú giúp đỡ con nên cũng cảm ơn. Cảm ơn chú. Je trouve que les morts sont mieux servis que les vivants. Hein. Mais c'est ça, mais... Hein? Ah, Tambay. Tambay, 87. Voilà, et donc, ça c'est bien pour l'élevage de poissons, puisqu'on les nourrit avec des excréments. Si, c'est vrai. C'est vrai, mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, il y a des vers. Et les vers peuvent remonter, et puis il y a plein de poissons là. Faire des progrès. Ah, ouais, ça va. Ah, ouais. Non, mais tu es assise dessus. Attends, mais je pense qu'il y en a sous moi aussi. Non, mais en vrai, les poissons, ça. Ôi, cái tiều nó đây sao bà không giống mà đóng thôi. Cháu pai nữa. I read English. Very good. Very good. Yeah. Yeah. Là gamine. Có đâu vợ chồng cứ vợ còn chín cây hai bà cha hai bà trái nữa. Bye bye, cảm ơn. Bye bye. Bye bye. Người tính ngày mai 21 thì nó mới nhổ. Thu khoảng 100 kg rau thì giá 15 ngàn phí. Rau rau. Vâng. Ừ, tiền học phí thì nó cho mình đóng 2 học kỳ. Hai học kỳ. Tu les moyens de penser avec ça. Hai, mới học hè nó mới đi rồi, nó mới về là dính phút ơi. Ông ơi con. Ra trước rồi cho cha giới thiệu cho thằng trai thứ ba. Thằng nhỏ. Dạ. Bên đây sao? Bên đây dạ, sao? Nhỏ hết à. Nhiều hết hả? Dạ, nhỏ hết à. Thu hoạch xong rồi mình nhỏ hả? Đây là nó lên sau. Mình thu hoạch nó lên thêm. Không mong muốn. Những cây này. Ouais.
dưa leo hoặc đậu gì vậy? Cái hai cái mé này nè. Nó có cái đậu đậu. Đi 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 xem. Trồng ở đây mà. Hết khô vậy đây hả tôi tự đâu. Nắng khô. Hay gặp nhau không ta? Thank you.